Các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video về hoa atiso ngâm nhé, với đường nhé. Cái thức uống này rất là tốt cho sức khỏe. Đây là phần hoa atiso mình đã tách ra, tách phần nhụy của nó ra. Còn đây là phần cánh hoa thì mình đã tách riêng ra đi rồi. Trước khi tách mình đã rửa sạch rồi. Và đây mình hướng dẫn các bạn cách tách nhé. Các bạn cắt cái cuống này ra đây này. Rồi các bạn khía cái phần nhụy này này, hoặc là mấy cái đũa các bạn chọc để đẩy cái phần nhụy này ra. Đây, các bạn lấy cái đũa, các bạn đẩy cái nhụy này lên. Cắt sâu một chút này để đẩy cái nhụy này ra dễ hơn ấy. Đây, cái đũa các bạn đẩy cái nhụy này ra dễ hơn thì mình sẽ được một cái bông hoa. Đây, được một cái bông hoa như này. Các bạn cho vào, các bạn ngâm với nước muối loãng, ngâm với nước muối loãng nhé. Và khi ngâm với nước muối loãng thì xong khoảng 10-15 phút ngâm với nước muối loãng xong rồi, các bạn rửa sạch lại và để thật là ráo nước, hoặc là các bạn trần với nước sôi để nguội, để khi mình ngâm với đường ấy thì nó sẽ không bị váng ấy. Và cái nhụy này thì các bạn có thể dùng để hãm nước để uống hoặc là ngâm rượu nhé. Hôm nay mình chỉ làm cái clip về ngâm với đường thôi. Nước đường để chúng ta uống ấy, để cung cấp thêm vitamin cho cơ thể ấy. Đây, cái phần này là mình đã tách rồi. Các bạn phải tách bằng cái cách dùng đũa, các bạn chọc cái nhụy lên như vậy, hoặc là các bạn tách thông thường nhé. Với nước muối loãng đây, mình đang ngâm với nước muối loãng. Ngâm với nước muối loãng này, ngâm khoảng 15 phút. Sau đó các bạn rửa sạch lại và hong cho ở chỗ có gió thoáng mát để cho nó nguội, cho nó khô nhé, hoặc là trần với nước đun sôi để nguội nhé. Cho thêm nước vào cho nó ngập. Đây, mình ngâm xong nhé, để các bạn chuẩn bị đường cho mình. Ở đây một cân hoa atiso thì khi mà mình sơ chế sạch nó còn khoảng nửa cân hoa này, nghĩa bỏ cái phần nhụy đi rồi, nó còn khoảng nửa cân hoa này thì mình sẽ dùng với 400g đường nhé, đường cắt trắng nhé các bạn nhé. Đây, đường cắt trắng. Cho nó ngấm, đảo nhẹ nhẹ cho nó ngấm cái muối nó vào để nó còn cái bẩn nào ra ngốt. Và sau đó các bạn tráng lại với nước lọc và để thật ráo nước rồi mình đi ngâm đường nhé. Và bây giờ các bạn chuẩn bị cho một cái nọ nhé, nhựa hoặc nhựa thủy tinh nhé, để thật sạch và ráo nước nhé. Bây giờ khi mà ngâm được khoảng 15 phút rồi, bây giờ mình mang đi rửa sạch lại với nước lọc và để ráo nước nhé. Để giảm cái thời gian mà chờ đợi nó ráo nước ấy, và các bạn có thể là cho mình một ít nước đun sôi để nguội, các bạn trần nhé, qua nhé, để cho khi mà mình ngâm nó không bị váng này nhé. Ngâm khoảng 5 ngày là có thể dùng được. Các bạn có thể dùng luôn, chất nước dùng luôn, hoặc là các bạn đun ở trên bếp ấy, để cho thành siro ấy, thì có thể để lâu này. Mình nãy mình đã trần với nước đun sôi để nguội rồi, bây giờ mình sẽ cho vào cái lọ nhé để mình ngâm luôn nhé. Chỉ cần 400g đường với 500g atiso nhé, nghĩa là một cân atiso thì mình dùng với 800g đường nhé. Lọ mình để sáng này, nó rất là ráo nước rồi. Cho một ít. Với một lớp đường. Nhớ là cái phần nhụy thì các bạn có thể hãm là thành nước chè để uống nhé, thành nước uống nhé. Hoặc là các bạn dùng để ngâm rượu nhé,
Đây phần này thì mình ngâm đường. Nếu cái nọ mà nó không vừa thì các bạn dùng hai nọ nhé. Hoặc là cứ ngâm lên khoảng mấy tiếng thì cho nó rút xuống thì mình lại đổ bớt vào. Thì một lọ này là vừa thôi ạ. Vì khi ngâm nó cũng bị óp mà. Cái đường nó ngấm vào thì nó sẽ làm cho nó bị óp á. Và khi mà ngâm xong ấy, thì các bạn chất lấy cái nước của cái phần này thì phần hoa ấy, cánh hoa này ấy, thì các bạn lại sên ấy, thành mứt, mứt ăn sâu, mứt dẻo luôn. Cái nước này thì uống này rất là tốt cho sức khỏe và nó thay nước trái cây ấy. Các bé nhỏ của chúng ta này rất là thích ạ, vì nước ngọt ở ngoài giờ nó hay có chất bảo quản ấy. Khi mà chúng ta tự làm được những cái nước trái cây như này ấy, thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe mà lại đảm bảo là an toàn nhé. Nhà mình mùa nào thích đấy mình toàn ngâm nước trái cây ấy, để dùng gần cái ngâm ấy. Vừa rồi hết nước dâu thì bây giờ mình lại ngâm nước atiso. Nước dâu rất là thơm, ngon, ai cũng thích ạ. Và thỉnh thoảng mà không có cái gì để uống ấy thì mình lại mua 1-2 cân cam về mình vắt lấy nước mình uống ấy, hoặc làm siro cam ấy. Dí xuống một chút nhé để cho nó cứng, cho nên các bạn không sợ bị nát đâu. Thì cái hoa atiso này nó hơi cứng ấy nên mình không sợ bị nát nhé. Xong rồi đấy ạ. Cái phần trên cùng thì các bạn cho mình nhiều đường một chút nhé để cho nó bao phủ hết này, cho nó nhanh ngấm và không lo gì là bị vá. Rồi là mình ngâm xong rồi đấy ạ. Cách ngâm thì vô cùng đơn giản, bây giờ chỉ cần chờ đợi 5 ngày là có thể thưởng thức được. Đậy kín nắp chờ để chỗ thoáng mát tối một chút là 5 ngày là nó ra hết cái đường, nó ngấm hết vào cái hoa này, nó sẽ ra hết nước và cái đường nó tan chảy hết là có thể dùng được rồi nhé. Sau một ngày, chưa được một ngày, nửa ngày các bạn thấy không, từ tối hôm trước mình làm đến nửa ngày sáng hôm sau này, nước của atiso nó đã ra như này rồi, nước mới được. Các bạn để 5 ngày nhé, nó sẽ ra hoàn toàn. Và sau đó mình sẽ dùng cái phần này mình đi chưng, mình đi đun ấy, và để nguội và cất vào nọ dùng dần sẽ đảm bảo là không bị hỏng và để được lâu ngày nhé, dùng cả năm trời nhé. Nước atiso rất là đẹp mà. Sau khi được 5 ngày nước nó đã ra hết rồi, mình sẽ cho vào đây nhé. Mình thì mình hay đun cả cái cùi này lẫn với cả nước này, sau đó mình sẽ chắc cái cùi ra sau. Khi sủi thì các bạn cho nửa vừa thôi nhé, sau 5 ngày nó ra hết cái nước như vậy đấy. Và sau đó các bạn có thể là dùng cái vỏ này, cái cánh hoa này các bạn xên thành mứt. Đun này thì mình sẽ bảo quản được lâu ngày hơn. Nhỏ lửa bớt nhé, khi nó bắt đầu sủi lăm tăm này các bạn nhỏ phần nhỏ lửa bớt, cho nó sủi từ từ, cho sủi từ 2 đến 3 phút rồi và chúng ta sẽ bớt hết những cái này đi, không để sủi lâu nhé, vì mình chỉ làm một nước để uống thôi chứ mình không làm xì dâu, nên mình chỉ sủi vừa nhé. Xì dâu thì cho sủi lâu để nó khô đặc lại. Sủi
đun sủi được cái lửa nhỏ thôi nhé, đun khoảng 3 phút thôi. Nhìn cái nước này rất giống nước nhau. Và mình chỉ ngâm cái mứt này, à cái nhà atiso này hay là gọi là hoa bột giấm này ấy, với đường khoảng 5 ngày nhá, ngâm lâu quá thì nó sẽ lên men nước chua ấy. Đó, thì nó sẽ thấm rượu nên mình sẽ không ngâm lâu quá. Và khi các bạn làm theo đúng như mình ấy, thì nó sẽ không bị hỏng khi mà chúng ta ngâm nhé. Rửa sạch với nước muối mã này, sau xả lại nhiều lần với nước sạch này và để thật ráo nước, không còn nước. Hoặc là các bạn cho vào nước đun sôi để nguội các bạn chần qua. Thế là những cái cách để thật lâu. Thì sau đó mình mới ngâm với đường. Còn phần còn là giờ mình sẽ tắt bếp ấy, và mình sẽ nói là cái phần lá này là của hoa atiso này. À, cánh hoa này thì mình sẽ làm gì và phần nước này thì mình sẽ dùng để làm gì. Đây, cái cánh hoa này các bạn có thể cho thêm một chút đường nữa vào rồi các bạn để cho nó tan hết đường và đi xên thành mứt. Còn phần nước này thì chúng ta dùng để chúng ta uống với, pha thêm với nước lạnh hoặc là cho thêm vài viên đá vào và một chút nước đun sôi để nguội vào thì các bạn sẽ có một cái cốc nước trái cây rất là ngon. Và bảo quản đảm bảo là khi mà mình đã đun như này thì các bạn bảo quản cả năm trời nó cũng không bị hỏng nhé. Và giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào các bạn.